rửa xe đối với bạn có thể là một niềm vui, sở thích và thậm chí là để thư giãn. Đối với những kỹ thuật phổ biến và truyền thống mà chúng ta đã biết từ ngay khi còn nhỏ có thể là làm hỏng lớp sơn. Đây là 3 sai lầm hàng đầu là chúng ta có thể tránh và chúng là những điều vô cùng đơn giản. Lớp sơn xe giống như làn da của bạn và chúng luôn cần được chăm sóc. Tuy nhiên nếu bạn rửa xe bằng những thứ dưới đây thì sơn của bạn sẽ bị chảy xước. Điển hình là miếng bọt biển được thiết kế dùng để trà hoặc tẩy sạch bụi bẩn và mảng bám. Tuy nhiên sẽ tàn phá lớp sơn của bạn vì bụi bẩn và tạp chất bị ma sát trong quá trình lau chùi. Đây là một ví dụ về việc những viên đá nhỏ bị đẩy qua lớp sơn tạo ra những vết xước nhỏ. Tuy nhiên, găng tay rửa xe được thiết kế dùng để hút bụi bẩn và giữ các mảnh vụn cho đến khi bạn thả nó vào xô nước. Một xô nước riêng và tấm chắn cắt được sử dụng để loại bỏ bụi bẩn nhẹ nhàng vào trong thùng làm giảm đáng kể bụi bẩn ma sát với lớp sơn và gây ra những vết xước. Lỗi thứ hai vẫn là một sai lầm phổ biến mặc dù mọi người đều chú ý để bảo quản xe đúng cách. Một số xà phòng có thể hữu ích với một số chi tiết nhưng chúng không thích hợp để bảo quản lớp sơn của bạn. Mục đích của chất tẩy rửa là loại bỏ bụi bẩn với nhiều chất bôi trơn càng tốt để giữ nguyên lớp sơn hoặc sáp cũng được coi là xà phòng nhưng chúng thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Trong chất tẩy rửa có chứa nhiều thành phần giống như dầu gội đầu nhưng lại có tác dụng rất khác biệt, vì vậy hãy tránh sử dụng chất tẩy rửa phù hợp khi bảo dưỡng xe bạn thường xuyên. Cuối cùng, đây là điều mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ở các diễn đàn và triển lãm xe ô tô. Tất nhiên là việc sử dụng cùng một chiếc khăn cho các bộ phận của xe. Vì hầu hết, mọi người đều biết sử dụng một chiếc khăn cho bánh xe của mình và tiếp tục sử dụng cho bề mặt xe, nó sẽ tàn phá lớp sơn xe của bạn. Đặc biệt nếu bạn sử dụng sai loại khăn, chẳng hạn như sử dụng loại rẻ lau cũ bằng cách sử dụng cùng một dụng cụ, khăn và găng tay trên động cơ bánh xe và ống xả, và sử dụng lại với lớp sơn xe của bạn. Điều này nhanh chóng làm hỏng lớp sơn của bạn. Điều đơn giản bạn có thể làm ở đây là giữ thùng riêng cho sơn và một thùng khác cho bánh xe, các dụng cụ trong mỗi thùng không bị trộn lẫn hoặc thay thế bằng cách dính vào nhau. Với quy tắc đơn giản này, bạn có thể tránh những lỗi rửa xe đơn giản nhất khiến lớp sơn xe của bạn không được đều màu. Mặc dù rửa xe có thể là phương pháp đánh bóng, để loại bỏ những sai lầm thường xuyên có thể tránh được để bảo đảm cho lớp sơn xe của bạn. Hãy tránh những sai lầm này và làm theo các quy tắc đơn giản vào chiếc xe của bạn. Hy vọng video này sẽ hữu ích dành cho bạn.